Đây là một cây dừng đang ra bông, rất là nhiều bông. Cây này có giá khoảng 10 triệu, có người trả 10 triệu nhưng người ta không bán, bông quá nhiều. Cái này mua về làm bông mát tuyệt vời luôn, vừa có bông mát vừa có bông đẹp. Cây khá là to. Đây, bông nó, cận cảnh bông đó. Bông rất là nhiều luôn. Đây là bông non rất là nhiều, bông chuẩn bị vài ngày nữa nở à. Khá lâu. Này gốc nó gốc bình thường thôi. Mà được cái bông rất là nhiều. Còn đây là một cây dừng lộc vừng, bông cực kỳ khủng, quá nhiều bông, nhiều hơn lá luôn. Bông này chuẩn bị nở. Kinh hoàng. Chưa thấy bụi lộc vừng nào mà bông lại nhiều như vậy. Quá dữ luôn. Cái này mua về trồng bông mát trước ngõ quá tuyệt vời. Bông cực khủng. Bông nhiều hơn lá luôn, bảo đảm luôn. Đây là bên trong còn rất là nhiều bông bông non, nhiều ngày nữa nó mới nở hết nữa.